3. Đây là Maxe. Và Maxe và cái gì? Hai Maxe. Bên đó là Sambia. Quân là cần. Cần thôi, chỉ là cần thôi. Bên họ dễ đánh hơn một chút. Bên mình khả năng sẽ một phải có một trong hai cầu thủ sẽ phải lên được cung A. Khả năng ông nào nhiều rừng thì ông ấy lên A, ông nào ít rừng thì ông ấy đánh chém. Có thể là chém không. Phải là bài đánh 2L. Bởi vì đã có một cung A rồi thì phải là có một bài đánh 2L. Về lý thuyết thì là cung A kẹp với Imaxe đó là vô địch thiên hạ. Nhưng mà nếu như đánh như vậy thì thời điểm đầu bên họ sẽ rất khỏe. Và sức phát triển của Maxe thì là yếu hơn các quân khác khi mà không đánh xẻ. Và không lợi thế về làm đồ ăn. Và tôi nhìn sơ qua cái map này khả năng No 1 phải là người đánh chém thôi. Truy bệnh có dừng không? Chuyển một bài sâu cho góc 9 giờ. Và đây là bài Maxe của Truy Mệnh. Lại hai vòi nhưng mà hơi xa. Dolo về là không có. Bằng hiệu 4 thôi. Nhưng đây là bài mà Truy Mệnh có thể không được nhà. Sang S bên kia, sát mép ở đồ. Đấy, bằng tí không nhà cho dễ. Trận này Truy Mệnh mà đánh A tôi nghĩ là có vẻ là hơi sương. Vâng, No 1 là người đưa chiếu dẫn chuyện này. Và Truy Mệnh đánh kiểu ăn hoang và dâng y. Trận này Truy Mệnh lên muộn lắm. Nhìn thế này thôi nhưng mà sẽ là lên rất muộn. Bởi vì đồ ăn là chưa đủ và nó ở cực xa. Thực hiện về là Truy Mệnh sẽ đầu cánh Summer. Và No 1 cỡ đầu cánh IA. No 1 có bài được không? Quả phụ đang... Vâng, quả phụ có và ăn chung với game thủ cầm Yamato. IA gặp Maxe. No 1 kích đời. Vòng 7:37 kích đời với 25 dân của Maxe. Kích đời cực sớm. Vâng, rất gần nhà IA. Chạy chém chết IA thì là tươi luôn. Và sau đó kết hợp với con Y của Maxe Truy Mệnh để có thể ốp vào nhà của Summer. Có thể là tươi đấy. Trận này thì No 1 phải đánh 2L. Trận này bên mình đánh 2 chém. Chuẩn luôn. Không phải cung kèo làm cái gì cả. Vâng, BB của Hoàng Mai Nhi xây rất khó chịu trong cái đó. No 1 không chịu kẹp cạnh khi mà hai ông thần đều xây BB bo hộ nhau luôn cho nó mát. Đây là BL, vâng, BL BM của No 1. Bài kích 10 sớm rồi. Thì có lẽ Hoàng Minh cũng không phải có bài lên quá sớm. Chúng tôi này vừa thấy anh đập vừa mới thấy anh đập chiếc kẻ BG. À, đập chiếc kẻ BB. Ông ấy quả giữa hai nhà kìa. Chưa ăn quả giữa hai nhà chưa? Vâng, ăn quả giữa hai nhà rồi, được.
Mẫu 3 nó vụt lên đời sớm nhất bản đồ. Muộn hơn và Hoàng Mi muộn hơn một chút. Nhưng vậy là Hoàng Mi sẽ kích khoảng 10 rưỡi nếu anh ép chuẩn. Chị Mạnh có một trận lên khá muộn khi đồ ăn ở siêu xạ. Chuyện gió đến khoảng tầm 30% cái bản đồ này mất. Đây không là không phải là Max C thì còn có khả năng không lên đời cơ. Đây rồi, một bãi hiêu nữa. Kích đời 11-34, thôi quay trở lại với đồng 1. Để xem đồng 1 có one hit được ông cầm Yamato hay không. Mà những cái turn mà CE cực kỳ khó chịu đến từ đồng 1. Con giò của Yamato cũng đã có rồi. Như tôi nói thì trận này Max C không lên sớm hơn Ia quá nhiều. Con giò đang gây khó chịu cho đối phương. Và chém của mình sẽ là trước. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì nó một người đời sớm hơn. Ăn thêm một đàn hiêu nữa. Bãi vàng của đối phương thì không bò được. Các bạn thấy cái bãi vàng. Cái bãi vàng thì bò cái kiểu gì. Giò sẽ là công giáp. Rồi. Bây giờ thì bãi vàng ở đây thì anh chạy đi đâu? Vâng, anh chạy đi đâu đây? Hoàng mới mất vàng. À không, mới chỉ mất có 3 dân thôi. 4 dân. Vâng, một tình huống làm con dân nữa không? Ủa, Hoàng Minh đang ra ruộng tại nhà. Lại quay về và vẽ ruộng. Mà Hoàng Minh đang dân đứng chờ rất nhiều. Nó đã có tơn chém tốt và bãi gỗ bò được. Trong đó Hoàng Minh thì không. Không, nhưng Hoàng Minh vẫn đang ra chém từ đối đều. Và luôn, mất con giò không vấn đề gì. Bơm ít gỗ dành cho đồng 1. Hãy nhớ rằng bãi vàng của họ không thể bỏ được. Cái gì Hoàng Minh đánh 2L cơ. Họ ta chạy đi sao quay dân lại đập con chém. Hoặc vậy cũng được, đúng rồi. Ông quay dân lại đập con chém bị tồi à. Rồi tham 20 thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bên kia Hoàng Minh tham cũng chỉ khoảng tầm 1x thôi. Tham 1x, không biết là tham bao nhiêu. Nhưng mà kiểu gì tham 1x. Mà đây đúng là Yamato thật, chém nhiều dần thế mà vẫn xong được chém. Sợ thật. Nó muốn là 1L bắt đều. Vấn đề rằng Yamato vẫn đang có khoảnh ruộng của mình. Một thời gian nữa thôi, hiện tại thì N1 đang khỏe hơn Yamato. Nhưng một thời gian nữa thôi Yamato sẽ lại khỏe hơn N1. Đơn giản là bởi vì Yamato có thể có ruộng. Vẫn đang sản đều những con ngựa chém. Chém Yamato thực sự là khác biệt. Cánh bên này thì Truy Mệnh liệu rằng có đâm được vào nhà cầm game thủ cầm Summer hay không. Còn 12 gỗ có lấy không. 2Y bắt đều, đâm vào nhà thôi, trời ơi. Xi măng đánh cái bài này vực bài cuồn hoàng. Thôi đúng rồi, tôi lại sợ bài này hơn bài cung chắc nhà. Đây là bài cung ăn hoàng của Xi măng. Và Xi măng đang cầm những con cung rờ của mình để đi bắn những con dân. Nhưng mà bãi gỗ này của Xi măng sẽ bị hở. Không, anh đã phát hiện ra. Mà thì mà không có gỗ để có thể phải e. Chuyện bắt đầu mất tham. Tham còn 10, vâng tham còn 21. Bãi quả bị phát hiện, tham còn 18. Tham tụt rất nhanh cơ thể, đây là cái điều bất lợi nhất của Max C khi mà không có bánh xe. Đây đội ăn hoàng cuối cùng của Chí Mệnh, đào vàng đi, ở đây có bãi vàng này. Tham lai của bên họ không hiện to một chút nào cả, tôi khẳng định các bạn luôn. Bây giờ thì có lẽ tham lai của Xi măng khoảng tầm 2x. Nhưng mà cái vấn đề rằng tham lai của nó 1 là 11, bên họ có cùng R, có bánh xe là quá dễ đánh. Yamato thời đầu rất yếu, nhưng không hiểu tại sao thời điểm về sau. Và có lẽ là do những con chém của Yamato là quá rẻ. Cái việc xong chém nó là đơn giản. Tham lai của nó 1 còn 10. Gặp cung R của Xi măng rất đen. Một trận khó. Truy Mệnh tham 18. Một trận đánh trong kiểu mà loằng ngoằng của Game TV. Đánh kiểu mà quyết định đánh kiểu 50-50. Chém được đối phương thì là thắng, không chém được thì là thua. Và đúng là không chém được. Tỷ số được nâng lên thành 1-1. Tham còn 13. Đây những con Imax chiếc đồng 3 đã có. Nhưng vấn đề bây giờ thì họ không cần phải đấu với mình làm cái gì cả. Họ chỉ ngồi gì ở thôi.
Vâng, rỉa quân, rỉa hết chém là xong. Y mắc xê mặc dù khỏe thì khỏe thật đấy, nhưng mà để họ rỉa một thời gian này nó cũng phải chết. Nó không phải là bất tử. Và tỷ số có lẽ sẽ là một đều. Tham 6 của nó 1. Bên họ có bánh xe. Sự khác biệt nó rất lớn. Vâng, Yamato các bạn thấy. Chém được dần bãi vàng, chém được dần bãi hoàng. Mà thế nó vẫn sốc chém đều. Ở thế nó mới hay chứ. Đúng là con Yamato còn rất dị trong cái map này. Anh có nhà vắng. Một đều rồi.